số các cái kiến thức nhằm bổ sung cho cái trọng tâm của chủ đề. Phần kiến thức bổ sung của chúng ta ngày hôm nay đó chính là phần giới hạn của dãy số mà các anh chị đã được học từ thời phổ thông trung học. Thế thì về kiến thức giới hạn của dãy số thì yêu cầu các anh chị chúng ta cần nắm được một số các cái giới hạn cơ bản như sau. Thứ nhất, đây là một số giới hạn cơ bản. Một số giới hạn cơ bản. Thứ nhất là lim của n, khi n tiến ra vô cùng thì cái này có giới hạn là vô cùng. Cụ thể n tiến ra dương vô cùng thì nó sẽ bằng dương vô cùng, và n tiến ra âm vô cùng thì nó sẽ là âm vô cùng. Và mở rộng ra thì cái này là giới hạn của n mũ alpha khi n tiến ra vô cùng. Ở đây chúng ta chỉ xét với các cái giá trị n là tiến ra dương vô cùng khi mà chúng ta học về chuỗi số. Thế cho nên là cái giá trị này nó sẽ phải bằng vô cùng hay dương vô cùng. Đấy, dương vô cùng. Ở đây chúng ta lưu ý là alpha của chúng ta đây là phải lớn hơn 0. Thì đây chính là cái giới hạn mở rộng của lim n khi n tiến ra vô cùng thì bằng vô cùng. Và cái thứ hai đó là lim của 1 trên n khi n tiến ra vô cùng, cái này thì sẽ bằng 0. Cái này sẽ tiến ra bằng 0. Và mở rộng của nó thì chính là giới hạn của 1 trên n mũ alpha khi n tiến ra vô cùng. Chúng ta nhớ n tiến ra vô cùng ở đây vì chúng ta đang xét trên giới hạn của dãy số, cho nên là ta ngầm định là n tiến ra dương vô cùng. Đấy, ta xét cái n dương thôi. Thế thì cái này cũng sẽ bằng 0 với alpha lớn hơn 0. Đó, chúng ta chú ý. Và cái giới hạn thứ ba mà các anh chị cần phải nhớ đó chính là lim của căn bậc n của n khi n tiến ra dương vô cùng thì cái này sẽ bằng 1. Đây là cái giới hạn mà khi chúng ta sử dụng xét sự hội tụ của chuỗi số theo cái dấu hiệu Cauchy chúng ta hay sử dụng cái giới hạn này, cho nên là yêu cầu các anh chị chúng ta cố gắng nhớ. Và tiếp theo đó là một cái giới hạn rất đặc biệt nữa mà các anh chị cần phải nhớ, đó chính là lim của n cộng 1 trên n mũ n khi n tiến ra vô cùng. Tôi xin lỗi, ở đây đó là 1. Đấy, 1 cộng 1 trên n mũ n khi n tiến ra vô cùng. Thế thì cái giới hạn này nó sẽ chính là bằng số vô tỉ e. Đấy, nó chính là bằng số e. Số e ở đây gần bằng 2,71828. E là số vô tỉ nhé. E gần bằng 2,71828. Thì trên đây nó là một số các cái giới hạn cơ bản mà các anh chị cần phải nhớ để chúng ta khảo sát sự hội tụ của chuỗi. Thế ngoài ra thì các anh chị cần phải nhớ một số các cái nguyên tắc để tính giới hạn. Đấy, một số quy tắc và tính giới hạn. Tức là giả sử ở đây tôi có hai dãy số UN và BN, và dãy UN có giới hạn là A khi N tiến ra vô cùng, và dãy BN có giới hạn là B, lim của BN bằng B khi N tiến ra vô cùng. Thế thì khi đó giới hạn của
tổng hai dãy UN cộng BN, tức là kết quả như sau: giới hạn của một tổng UN cộng BN sẽ bằng tổng các giới hạn tương ứng của hai cái dãy này, tức là bằng lim của UN cộng với lim của BN. N tiến ra vô cùng. Và cái này thì sẽ bằng A cộng B. Đấy, bằng A cộng B. Bằng A cộng B. Đấy, tương tự, giới hạn của một hiệu lim của UN trừ BN cũng tương tự như vậy, sẽ bằng hiệu tương ứng của hai giới hạn, tức là sẽ bằng lim của UN khi N tiến ra vô cùng trừ đi lim của VN khi N tiến ra vô cùng. Và cái này sẽ bằng A trừ B. Và thứ ba là giới hạn của một tích thì cũng sẽ bằng tích các giới hạn lim của UN nhân VN khi N tiến ra vô cùng, thì nó sẽ bằng tích của hai giới hạn UN khi N tiến ra vô cùng nhân với giới hạn của dãy VN khi N tiến ra vô cùng. Và cái này thì bằng tích của A nhân B. Đấy, tương tự, nếu như B khác không, nếu B khác không, thế thì ta sẽ có giới hạn của một thưa lim của UN trên VN khi N tiến ra vô cùng, cũng sẽ bằng lim của UN chia cho lim của VN khi N tiến ra vô cùng. Và cái này sẽ bằng A trên B. A trên B. Đó. Và nếu như cái số A của ta dương, các anh chị lưu ý, nếu như A dương, nếu như số A của ta là dương, lớn bằng 0 đấy, thế thì khi đó lim của căn bậc 2 của UN khi N tiến ra vô cùng, ở đây cái dãy UN của ta cũng là dãy số dương. Đó, tức là UN phải lớn hoặc bằng 0. UN lớn bằng 0 với mọi N. Thế thì lim của căn bậc 2 UN sẽ bằng căn bậc 2 của lim UN. Đấy, ta đưa được cái dấu giới hạn vào trong dấu căn UN khi N tiến ra vô cùng. Và hiển nhiên cái này thì chính là căn bậc 2 của số A. Đấy, căn bậc 2 của số A. Thế thì trên đây là một số các cái giới hạn cơ bản mà các anh chị cần phải nắm để chúng ta áp dụng vào, chúng ta khảo sát cái sự hội tụ của chuỗi số, và một số các quy tắc để chúng ta vận dụng trong quá trình chúng ta tính các cái giới hạn của dãy. Tiếp theo thì xin mời các anh chị chúng ta cùng chuyển sang cái phần khảo sát sự hội tụ của chuỗi số dương.